Đây là bộ flashcard học về các con số, đếm số và tập viết các con số. Học số, đếm số và viết các con số luôn nha. Chủ đề của nó là của Thomas and Friends. Một mặt của nó là học số, học các con số này. Và một mặt là học về đếm số và tập vẽ theo số, tập viết theo số. Là bộ cạc này nó mất con số 5 rồi, nó mất cái số 5, mất cái cạc số 5.